Hồi sáng nay em cập nhật clip lại nha anh chị. Đó thì La Đồng quay cặp trâu con cái con đực về cho anh chị nuôi phát triển kinh tế. Đó là con trâu đực anh chị ơi, con trâu này thầm 1 tuổi. Đó, con trâu đực đó anh chị ơi. À, tướng hình nè. Đó. Trâu đực. Rồi tới quay con cái cho anh chị tham khảo luôn. Nè trâu cái nè anh chị ơi, qua chà bá luôn. Đó, lưng nè mọc ú u nha anh chị. Đó, cái tích thì trâu nghiêm chỉnh nha anh chị, chân móng hoàn thiện nha anh chị. Chim trâu nè. Đúng, trâu thì không cần rúng anh chị. Trâu thả đồng. Đó, quay lại con đực nha anh chị. Đây, trâu đực đây. Hiện trâu này tầm 1m2 trâu nha anh chị. Con cái thì 1m10 mấy anh chị ơi. Cái thì còn một chút. Thì anh chị gần xa có điều kiện bắt cặp trâu này về nuôi phát triển kinh tế thì cứ liên hệ em. Trâu thả đồng. Giá cặp trâu này là 39 triệu nha anh chị. Anh chị thích thì liên hệ em. Rồi video kết thúc anh chị. Rồi sáng nay em cập nhật clip lại nha anh chị. Đó thì La Đồng quay cặp trâu con cái con đực về cho anh chị nuôi phát triển kinh tế. Đó là con trâu đực anh chị ơi, con trâu này thầm 1 tuổi. Đó, con trâu đực đó anh chị ơi. À, tướng hình nè. Đó. Trâu đực. Rồi tới quay con cái cho anh chị tham khảo luôn. Nè trâu cái nè anh chị ơi, qua chà bá luôn. Đó, lưng nè mọc ú u nha anh chị. Đó, cái tích thì trâu nghiêm chỉnh nha anh chị, chân móng hoàn thiện anh chị. Chim trâu nè. Đúng, trâu thì không cần rúng anh chị. Trâu thả đồng. Đó, quay lại con đực nha anh chị. Đây, trâu đực đây. Hiện trâu này tầm 1m2 trâu nha anh chị. Con cái thì 1m10 mấy anh chị ơi. Cái thì còn chút. Thì anh chị gần xa có điều kiện bắt cặp trâu này về nuôi phát triển kinh tế thì cứ liên hệ em. Trâu thả đồng.
Giá cặp trâu này là 39 triệu nha anh chị. Anh chị thích thì liên hệ em. Rồi video kết thúc anh chị ơi.